Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, tại sao lại gắn thuật nữ nợ công bằng việc chia bình quân đầu người và đưa ra khái niệm đứa trẻ vừa lọt lòng đã phải gánh nợ? Đó là một sự khốn nạn của chữ nghĩa, của những kẻ không hiểu biết gì về vấn đề đất nước cần phát triển và xa hơn là những kẻ mong muốn cho xã hội này náo loạn bởi sự ngô nghê, thiếu hiểu biết về các khái niệm nên dễ dàng dắt mũi và định hướng những xáo trộn trong tư tưởng xã hội. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Từ trẻ sơ sinh tới người già sẽ gánh 40 triệu đồng nợ công của Hứa Tất Đạt. Mọi thứ cần phải hiểu đúng bản chất vấn đề, chứ cứ cắt cúp chữ nghĩa, viết theo kiểu cho có, giật gân, câu khách thì đạo cầm bút có ngày bị bút chọc mù mắt đấy ạ. Đầu tiên cứ phải từ khái niệm đi ra để hiểu rõ bản chất của từng vấn đề. Nợ công cộng là gì? Nợ công cộng là nợ quốc gia và một số khoản nợ khác mà chính phủ phải chịu trách nhiệm trực tiếp hoàn trả. Chẳng hạn các khoản nợ các doanh nghiệp nhà nước. Nợ công, nợ quốc gia, nợ chính phủ là gì? Nợ công là nợ của chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương, có thể là nợ nội địa từ các nhà đầu tư trong nước, có thể là nợ bên ngoài khi vay mượn từ nước ngoài. Thường chính phủ mượn nợ qua các công cụ, phát hành công khố phiếu, các trái phiếu hay các quốc gia nghèo thường vay các ngân hàng phát triển quốc tế hay vùng như Việt Nam nợ ADB, WB. Thu nhập của chính phủ là do nguồn thuế nên nợ công là nợ quốc dân, nợ mà người dân đóng thuế phải trả. Nợ quốc gia, nợ công hay nợ chính phủ là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách. Do đó, nợ chính phủ nói cách khác là thâm hụt ngân sách lũy kế tính đến một thời điểm nào đó. Để tính toán quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ dựa trên phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội GDP. Nợ chính phủ là một phần thuộc nợ công hoặc nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay. Việc đi vay này là nhằm tài trợ các khoản thâm hụt ngân sách, nên nói cách khác, nợ chính phủ là thâm hụt ngân sách lũy kế đến một thời điểm nào đó. Để dễ hình dung quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ này bằng bao nhiêu phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội GDP. Hết trích khái niệm. Tại sao chính phủ lại phải đi vay nợ? Muốn trả lời câu hỏi này, đầu tiên cần đặt câu hỏi, tiền đâu để chính phủ chi tiêu? Mà muốn hiểu rõ câu hỏi trên thì lại phải đặt tiếp câu hỏi, chính phủ tiêu tiền vào các khoản nào? Thôi thì trả lời vắn tắt một loạt câu hỏi ngược từ dưới lên trên. Chính phủ là cơ quan điều hành đất nước cao nhất, chịu trách nhiệm trước Quốc hội, nhà nước và toàn dân về toàn bộ các hoạt động duy trì sự ổn định xã hội, tìm kiếm giải pháp và động lực thúc đẩy xã hội, đất nước phát triển. Vì vậy, tất cả những gì thuộc về đầu tư hạ tầng xã hội là các khoản phải chi của chính phủ. Hạ tầng xã hội nói ra thì chỉ là một cụm khái niệm, song nó bao gồm và không loại trừ tất cả những gì có tác động đến đời sống và sự phát triển của mọi người dân của đất nước. Cầu, đường, trường, trạm chỉ là một trong những khái niệm đó. Vậy chính phủ lấy tiền từ đâu để chi tiêu? Duy nhất một nguồn thu, thuế. Đương nhiên, ngoài khoản thuế ra, còn là các khoản lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư có lợi nhuận của chính phủ thông qua các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Vậy nên, bất cứ một quốc gia nào đều phải tính toán bài toán cân đối an toàn trong việc duy trì tỷ trọng cơ cấu nguồn thu của chính phủ thông qua hai chân, tự doanh, doanh nghiệp nhà nước và thuế. Ngoài ra, một khoản thu nữa đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển đó là tài nguyên. Cần nói thêm chữ tài nguyên, nó có thể là đất, có thể là khoáng sản, có thể là nguồn lực lao động xã hội, mà ở đó, chính phủ bằng các chính sách của mình làm thế nào để đảm bảo nguồn thu cũng như việc phát triển các nguồn tài nguyên ở mức độ hợp lý nhất. Nói đến thuế sẽ là một bài khác dài hơn, nhưng các anh chị đừng lại gào lên dân đóng thuế. Dân đóng thuế như thế nào? Nếu nói là trực tiếp thì đó là thuế thu nhập cá nhân,
tỷ trọng thuế thu nhập cá nhân đóng góp vào ngân sách nhà nước năm 2019 chưa quá 2%, chưa bằng con số của một tập đoàn nhà nước tầm trung đóng góp, một con số quá nhỏ bé nếu so với Sing là 27%, với Mỹ là 43%. Nên thôi từ nay các anh chị đừng gào lên là thuế của dân nữa nhé. Có anh chị sẽ đánh tráo khái niệm với mình rằng doanh nghiệp kinh doanh tạo ra sản phẩm đó bán đến người dân, doanh nghiệp đóng thuế, tức là dân cũng đóng thuế. Phà ơi là phà, sao các anh chị dùng cái tam đoạn luận cao siêu như vậy? Điều các anh chị chỉ nói đúng khi doanh nghiệp chỉ là một tổ chức quy tụ các nguồn lực lại, con người, người lao động trong đó, vào đó sản xuất ra sản phẩm không nhận lương, doanh nghiệp bán hàng ra thị trường không cần lợi nhuận, thì khoản thu thuế của nhà nước đánh lên doanh nghiệp sẽ đúng là thuế từ đại đồng, tức thuế của dân, còn nếu không, xin các anh chị vui lòng ngậm mồm lại. Quay trở lại câu hỏi mở đầu, tại sao chính phủ lại đi vay nợ? Mục tiêu của việc huy động nợ công là sử dụng trong việc phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích chung. Khi nợ công được huy động, đồng nghĩa rằng đây là khoản vay được sử dụng cho mục đích chung của cả một quốc gia, chứ không riêng một cá nhân nào. Vì thế, các khoản vay phải được sử dụng một cách hợp lý nhằm phục vụ cho việc cân bằng ngân sách, phát triển kinh tế nước nhà. Vì vậy, nợ công là khoản nợ gắn với trách nhiệm trả nợ của nhà nước. Bởi vì cơ quan nhà nước là người vay, do đó cơ quan nhà nước sẽ phải có trách nhiệm thanh toán khoản vay này. Rõ nghĩa về khái niệm chưa các bạn? Vậy tại sao lại gán thuật ngữ nợ công bằng việc chia bình quân đầu người và đưa ra khái niệm đứa trẻ vừa lọt lòng đã phải gánh nợ? Đó là một sự khốn nạn của chữ nghĩa, của những kẻ không hiểu biết gì về vấn đề đất nước cần phát triển, và xa hơn là những kẻ mong muốn cho xã hội này náo loạn bởi sự ngô nghê thiếu hiểu biết về các khái niệm, nên dễ dàng dắt mũi và định hướng những xáo trộn trong tư tưởng xã hội. Mục tiêu phát triển nào cũng phải trả giá, đó là chân lý. Mọi nhà nước trên thế giới này đều đã, đang và sẽ phải trải qua. Việt Nam muốn phát triển thì cũng phải đi qua con đường này. Đừng đa nhân cách, tiêu chuẩn kép mà đòi hỏi phải phát triển nhưng không làm gì cả. Tề thiên có tồn tại cũng chẳng làm được đâu. Chính phủ đi vay nợ về đầu tư xây dựng hạ tầng, tạo nguồn lực, động lực cho toàn xã hội phát triển. Để trả nợ thì chính phủ sẽ thu thuế từ các hoạt động khai thác trên các hạ tầng đã đầu tư, lấy đó để trả nợ, đơn giản là thế. Nói thêm để đảm bảo yếu tố công bằng trong tư duy về khái niệm nợ công. Thứ nhất, các lợi ích mà nợ công mang lại là gì? Các khoản nợ công sẽ có sức ảnh hưởng nhất định làm gia tăng nguồn lực cho nhà nước. Lúc này, khi nguồn vốn được tăng cường, thì nhà nước có điều kiện tốt hơn để phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư đồng bộ. Nợ công cũng chính là hình thức huy động nguồn tài chính nhàn rỗi của nhân dân. Những khoản tiền nhàn rỗi này sẽ được sử dụng cho những mục đích chính đáng để đầu tư phát triển cho đất nước. Đối với các khoản vay từ các tổ chức nước ngoài, nhà nước có thể tận dụng nguồn vốn ưu đãi của các tổ chức quốc tế theo hình thức hợp tác kinh tế song phương hoặc đa phương. Bạn muốn được lái chiếc Ferrari trên những con đường láng mượt nhưng lại không muốn đóng thuế, bản chất là tìm mọi cách trốn thuế và cũng không muốn chính phủ đi vay nợ để làm đường. Ôi, tôi mà là chính phủ, tôi leo lên cầu Sài Gòn, nhảy xuống ngay tức khắc. Ở nhiều chiều ngược lại, nợ công cũng có những tác động tiêu cực gì? Nhà nước sẽ gia tăng áp lực về trách nhiệm hoàn trả nợ công và nợ công có thể sẽ trở thành nợ xấu nếu như năng lực quản lý tài chính của đất nước đó yếu kém. Nếu như không quản lý chặt chẽ các nguồn vay thì sẽ rất dễ xảy ra tình trạng tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Nếu các khoản vay không được sử dụng hợp lý, đầu tư đúng chỗ thì sẽ rất dễ gây đến tình trạng thâm hụt ngân sách, nợ chồng nợ, hiệu ứng domino. Nói đến đây, rõ ràng một điều rằng là một công dân cần phải thực thi đúng nghĩa vụ của bản thân, đó là tự làm giàu cho bản thân. Nhà nước không thể làm điều này cho mọi cá nhân. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với bản thân thì phải thực thi trách nhiệm với xã hội, đóng thuế đầy đủ. Nực cười một điều rằng dân ta rất nghèo nhưng ngày nào cũng nhậu và thuế thì trốn bằng mọi cách. Mỗi người dân gánh 37 triệu đồng nợ tiền nợ công, 37 triệu đồng nghe rất ư là to lớn, nhưng nó chỉ vỏn vẹn tương đương với 1.700 đô la Mỹ. Cứ giả sử như dân số Việt Nam là 100 triệu, thì tổng nợ công chỉ mới đạt ngưỡng xấp xỉ 170 tỷ đô la Mỹ. Thưa các anh chị,
so sánh nợ công giữa các quốc gia, số liệu đầy trên các group của tôi, các anh chị có thể lên đó xem và so sánh. Các anh chị cũng chẳng có gì phải nhảy đổng lên về khoản nợ đó, bởi những chẳng đến lượt các anh chị, xa hơn là con, là cháu, là chắc của các anh chị phải trả khoản nợ đó đâu. Nếu các anh chị, con, cháu, chắc, các anh chị cứ việc tiếp tục trốn thuế, tiếp tục lười nhác, không làm việc, tạo ra của cải vật chất cho chính bản thân các anh chị. Việt Nam vay nợ để đầu tư hạ tầng và chỉ số phát triển kinh tế của Việt Nam trong nhiều năm qua như thế nào, không biết các anh chị có ghé mắt liếc qua, nhìn và so sánh không? Đương nhiên, không phủ nhận đất nước đang còn rất nhiều bất cập, mà nói góc độ nào đó, những bất cập nảy sinh một phần là do tăng trưởng nóng sinh ra, và mình tin rằng những bất cập này cũng giống như chuyện bạn ra đường ăn ly chè ngon, nhưng tối về nhà bị tiêu chảy vậy thôi, thất thoát, lãng phí, vô ích, nhưng ít nhất nó đã làm cho bạn một khoảnh khắc ngon miệng, và ngày mai bạn vẫn sống, vẫn ăn cơm, vẫn uống bia, không có gì phải ồn ào cả.